កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោពូជពីបរទេសដ៏ធំមួយនិងសហការជាមួយក្រសួងកសិកម្មបង្កាត់ពូជគោល្អៗជូនពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍវិស័យចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោពូជនាំចូលពីបរទេសអៃស្វែននិងសហការជាមួយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជួយបង្កាត់គោពូជជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំង 25រាជធានីខេត្តដោយឥតគិតថ្លៃ ការធ្វើបែបនេះដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោអៃស្វែនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពទទួលបានពូជគោល្អៗសម្រាប់ចិញ្ចឹមក៏ដូចជាចង់រួមចំណែកជួយលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមលើគម្រោងនេះកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោមួយនេះក៏មានគម្រោងលក់គោពូជជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបង់រំលោះផងដែរ ជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីចាត់ការពូកសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានជំរុញឲ្យកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោពូជអៃស្វែនបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងកសិកម្មឲ្យបានកាន់តែជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកក្នុងន័យរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រុមការងារសារព័ត៌មានឌីជីថល នេះពិធីបើកពីពណ៌និងដេញថ្លៃគោនៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោអៃស្វែនកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកអង្គញាស្រីចន្ទូអគ្គនាយកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោអៃស្វែនបានបង្ហាញពីផែនការក្នុងការរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍវិស័យចិញ្ចឹមសត្វជាពិសេសចិញ្ចឹមគោនៅកម្ពុជាក្នុងនោះកសិដ្ឋានអៃស្វែនគ្រោងសហការជាមួយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបង្កើតគម្រោងបង្កាត់ពូជគោដោយប្រើមេជីវិតពូជគោនៅក្នុងកសិដ
dục mê cô rô bọc luôn một bằng cách bùi cô tam rì gà chắc bình chôn mê chì bứt nữ các sự thân ai dù bên đòi dưới rây nâng ất cực thầy. Bà tam ca cô bình chê rô bọc kẹt nữ các sự thân rụp đi, cùng rô ní ai nâng chắc bắt đám án vọt nâu âm lông chân nam pi bọn phai bấy, đòi chân nam đồng bốn phát đo xâm khăn lơ ca áp hi vọt thun thiên mà nụ nâng bật đông bản đào pi bạch chạy kê tê nê ca bằng cách bùi cô tam rì gà chắc bình chôn mê chì bứt tam bẹp sập bạc ni mật. Cà bằng cách côn tam bẹp thông mà chết mê chì bứt rô bọc cô ba muối ai phá lứt ban tại côn muối bản nốt, tại ba bằng cách tam bẹp sập bạc ni mật mê chì bứt cô ba mà đón ai phá lứt côn cô ba rô hốt đo pi rôi ha sập côn e nô. Lâu nhà sẽ dành thu bàn cư bình chạy bị cô bầm nông này ca bằng cách cùng rôn đi thá, cứ đầm bay phát đo lật tập hiếp oi bà chì bà rốt ai từ tu bàn cô bùi lò lò xâm rạp trên chấm. Bộ bà chì bà rốt bằng miền lật tập hiếp tinh cô bùi lò lò một bì kà bà tế một trên chấm bàn ưu tế, thật bật viên miền nằm lại cụ. Mà dạng tiết, cả thuê em này có đầm bay chùi lơ cầm bùi chì bà phí bà bà chì bà rốt nó tàm mù lật thán, đã chì bà nay mùi cho rùm chùm nay chì mùi rì rốt thà bì bà khổng ca cắt bàn thoi phíp kray kro rô bà bà chì bà rốt phong này. Chỉ phải rót tay nhà cháu hả? Cú thay tay chứ nhưng mình là tập hiệp màu phải nát lời đưa vào mình chẳng. Tại ta làm dạng nâng dân đăng xếp dân cú thay nếp máu cứ kê hạ thay dân kê hằng thuê chì mê bùi. Chứ mê bùi thay dân kê hạ thay dân phải là đưa tập xếp phần thay. Chứ nâng nông cú khá nâng có mình là hàng cả sự thân ai dân bà dân. Bà xin chí cả sổ bà dân có trong bà cạnh cứ dân free mà. Rót con khá rót môn khá cứ dân nợ lại dân. Nợ lại dân. Với dương thử cái hạt phần lật mà anh hạt thôn thiên mà nước to thì nếu phía đã thôn thiên mà nước bà dương nâng ai mình sẽ mát ở phía ai cực rộng sẽ lưu cái hạt mà phây buôn khách không bán phía nâng dương đa tự đó mà phây buôn khách không bán tiền chẳng cứ miền đây dương phần lật free ở quán với nâng phần lật free ở quán hỏi còn miền đây ha dương tinh châu bình này tinh châu bình này đắm bay cái hạt giống bệnh bình thái dương thử chọn rộng chia cái hạt xã cùng bà xã cùng nhưng mình ai toàn ai cho nhà đã có xong spam tới với dân kết cấu công ty và sản phẩm mica prau prau mà cô quan chẳng đại miền đây dân bao chậm ho món cứ miền đây bảo sinh cô quan cô chỉ khai so và dân quan trong bậc khác cứ miền chưa quan mò đấy đặt cô mò dân bậc khác ở quan rồi free và đăng mà lại dân free cứ họp giờ dân bên nào họp mới họp sign qua các bạn và với dân miền công cang như bao dân đại dân chưa chạy với tục chặt bàn nhóm kịch tha nick chia dứt ở sát nông vị sai cả scan đầm bay chui bằng can chấm nấu từ đó của quán bán đỏ lò và với quất chấm nái khay đám từ đó mà sốn rồi chấm phần thái quất bán mau với phần lát phở quất muối quân nhiều tí chăng kê hà tha chăng đầm lái chăng sành rồi chấm tới nhóm cơ tha ôi đó tha chấm nấu quất hồ mà xăm bán phèm mỏi bên đây quất hồ mà xăm bán được cái bán một quán nít đại bên đây chỉ dứt ở sát vì sai cả sáng châu luôn chậm nay là không rót cái hạt cua này vô bãi căn một thoi tiếp cây cỏ rồi bảo rót hạt thì báo và với dương thật cướp vì sai đó dương thật châu luôn chậm nay chậm mười kia thằng ngọc và
Chỉ một khi lực chấm tiêu Homelin Rolikarika cơ xuống cả sự cam rục khá bởi mạnh nâng này xa rộng phân thá. Tạm rời dạc cùng rộng rộng bỏ các sự thân trên châm cô ai dự vến. Vì nâng phát đo lật tập hiếp của phút đo bởi chi bởi rốt nông ca từ tù bàn bụi cô lỏ lỏ xâm rạp trên châm. Có đồ chi chui cài prai tùm lọ bởi bỏ chi bởi rốt bì ca trên châm cô con đào cả lát một trên châm cô bụi lỏ lỏ chùm nụ bình. Sắp đáp lộ chùm tiêu cùng rộng này nâng khá lai chụp này mùi khả nông ca rùm chùm này chùi áp vọt vì sai chinh châm sát chỉ bị xế ca chinh châm cô nông cam bà chí ở căn tại miền phíp rì chùm ra bằng thảm thiệt. Chỉ mùi khả nông này, lộ chùm tiêu Homelin chùm rộng ơi mà chắc các sĩ thang chinh châm cô ai sử vén bằng cao nâng bổng rừng cách xã ca chùm mùi ở cách nguồn thang sau cặp hiếp sát nâng bà lật cảm sát này cơ xuống các sĩ cam rục khá bà mạnh nâng này sát ở căn tại lộ bà sao bằng thảm thiết đầm bây bổng rì ca chinh châm nâng ca thua bên đất chức cam rục bọc luôn. Lực chấm tiêu chủ trịa tha bà sân bà cả sự thân ai sử dụng mình cảnh sát cả lò chỉ mùi cả xuông cả sự cắm vì nâng ai chùi cắt bằng thoi phía bà ràng sát tiết nì bẹp bò nâng ca bằng bình bài bọt mùi chùm đuốn đại chỉ phần này mùi khăn ca chùi bùng rì cả thua bà đất chức cắm rồi bỏ ai sử dụng tự cắn tiếp xác ổn trả chiến. Đồng bây ai ca chân châm rưu có ca áp bì bọt nêu bì xay chân châm sát bà lò bà xa nú lúc ta tài mình cảnh sát cả lò chỉ mùi nâng rọt chìa bì xế phần này b còn sản phẩm ao hàng này vụ này cả sự than ai sẽ vẫn nâng lục bằng tài sản ca chìm muối ác kẹn được than sắp hiệp sát nâng phật tử cam sát đồng bay bồng pin đồng bay bắt muối chìm nuối đồng bay ao cách đồng ná ca nông ca ăn được vật càng như này a chiên châu bằng ri tiền nông bát tế nâng cao bát tế ban này than được pế đây các sự tham dự nơi sự vận ai sự vận được bao nhiêu nên căn tại đi thông thoát tại nước dương nên ai mình là tiếp nên quan non tránh đời lúc mặt bàn nơi hai mươi phẩy xem trà chấn sầm nông phố nhóm miền tại bản năng cư phần rừng cây xã ca là o hơi đại nông nu cả xuông cả sự cam cả đồ chia các nhục tham sắp tiếp sát riêng nhưng xóa cúng xã cá phát đồ dựa bó có đồ chế phát đồ nơi tôi sẽ nạp tiên xem ruông kia đồng bay chuối phân rừng ai bị xây trình châm sát nâng khăn ông bà rịt chia nạp chạc tâm chí nì dây đào lái ca trình châm sát nơi khăn ông đồng bằng 7MG dương ní nâng nì dây đào sát cư à kẹn dựa thang ở nì dụ này cả sẽ than ai 7MG nâng chiên tự bàn chụp chạy chạy. Bản thêm lời ca bằng cát cùng rô bằng cát bụi cô chôn bởi chi bộ rốt đại ất cực thái. Cả sự thân trên châm cô ai sử dụng rồi bỏ lúc ông nhà sẽ chân thu có công phụng ăn vọt cùng rô lúc bụi cô lò lò đòi bóng rộng lúc chi mùi bởi chi bộ rốt. Đảm bây phát đó là tập hiếp ai bởi chi bộ rốt đại trong bàn cô lò lò một trên châm tại miên lưu cực rốn. Ai từ tù bàn cô lò lò xâm rạp trên châm phòng này. Cô bởi chạp phòng này thà cảm thấy bị bộ nâng đánh thái cô bởi bởi tờ chạp bị thay tì đập rộng bì đòi thay tì đập rộng bày khai ចូលរួមលើពេលនេះអាយសវែនក៏មានគម្រោងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនេះឲ្យក្លាយជាកម្មវិធីលំដាប់អន្តរជាតិនាពេលអនាគតផងដែរបច្ចុប្បន្នកសិដ្ឋានអាយសវែនមានពូជគោលអល់អនាំចូលពីបរទេសចំនួន 600 ក្បាលដោយគោលទាំងនេះមានតម្លៃចន្លោះពី 2500 ដុល្លារអាមេរិករហូតដល់ 25000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយក្បាលតាមគម្រោងកសិដ្ឋាននេះគ្រោងពង្រីកការចិញ្ចឹមគោពូជនេះឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតនាពេលអនាគត